Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 791, Điều kiện của đệ tử Hạch Tâm. Theo sự dẫn dắt của hai người Ngõa Đặc cùng Thủy An, nhóm người kia xâm thật nhanh đi tới trước một kiến trúc rất lớn. Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một kiến trúc hùng vĩ, cao khoảng 300 thước. Trên đỉnh kiến trúc có vài chữ rất lớn chói mắt: Linh Dược Thành. Ánh mắt của nhóm người kiệt sâm đầu tiên liền bị ba chữ lớn kia hấp dẫn. Vừa mới chạm đến tầng phảng phất giống như đang đi trong đêm tối, hết thảy xung quanh không còn vật gì tồn tại, chỉ có ba chữ Linh Dược Thành lóe sáng ánh sáng. Một loại cảm giác duy nhất, áp bức khủng bố vô hình đập thẳng vào trước mặt. Ở bên cạnh, trong miệng hộ pháp Thủy An đột nhiên quát lên. Lúc này nhóm người mới giật mình tỉnh lại. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong lúc bất chi bất giác, không ít người cảm thấy mồ hôi ướt sũng sau lưng. Ba chữ Linh Dược Thành này, mọi người nên ít nhất là nhìn đi thì tốt hơn. Trong đó có ý cảnh vô hình, dù là cường giả đế linh sư bát giai cũng không dám nhìn chằm chằm như thế đâu. Về phần các người, nếu cứ nhìn quá nhiều sẽ tạo nên âm ảnh trong tâm lý của các người đấy. Ngõa Đặc cười nói. Ây, khủng bố như thế sao? Ngay cả một đế linh sư bát giai cũng không dám nhìn thẳng. Đây là chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều giật mình. Có một ít nhân vật cường đại, bên trong chữ viết đều là ý cảnh của chính mình. Đó là chuyện vô cùng bình thường. Bởi vì trong những dòng chữ đều lại lĩnh ngộ của bọn họ đối với pháp tắc, để cho người khác khi quan sát sẽ không nhịn được bị hãm vào bên trong. Nhưng điều này bình thường chỉ xảy ra đối với những linh sư có cấp bậc thấp. Mà sau thất giai, những linh sư đều đã có lĩnh ngộ riêng của mình về pháp tắc. Về phần đế linh sư bát giai, đối với lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn khác. Trừ phi, hai lĩnh ngộ pháp tắc đều cực kỳ tiếp cận. Nếu không, trên cơ bản sẽ không phát sinh ra chuyện thấy chữ viết sẽ làm cho người ta bị hãm sâu đi vào. Nhưng nghe lời nói của Ngõa Đặc, dù là đế linh sư bát giai cũng không dám nhìn chằm chằm vào ba chữ Linh Dược Thành. Như vậy lúc xưa người đã viết ba chữ này đối với cảm ngộ pháp tắc, rốt cuộc đã cường đại tới cảnh giới nào? Tất cả mọi người thực sự không thể lường được. Đúng rồi, Ngõa Đặc đại sư, lúc trước mấy thành niên kia có nói, cái gì mà linh sư không cách nào trở thành hạch tâm đệ tử của Linh Dược Sử Tháp đó? Đó là ý gì? Đúng lúc này, có một gã tuyển thủ đột nhiên hỏi thăm. Đúng vậy đó, Ngõa Đặc đại sư. Mà còn nữa, cái gì mà là đội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử, rốt cuộc có cái gì khác nhau nào? Không ít tuyển thủ ồn ào lên tiếng hỏi, dù là kiệt sầm bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn lên người Ngõa Đặc cùng Thủy An. Nói thật, tuy kiệt sầm ngay lúc ban đầu tiến vào linh đấu thành bên trong Linh Dược Sư Tháp, có trưởng lão Khắc Phù Lâm đích thần tới tìm, đồng ý cho hắn một danh ngạch đệ tử cao cấp, nhưng cho tới bây giờ, kiệt sầm còn chưa biết đệ tử cao cấp rốt cuộc là ý nghĩa gì. Nhưng theo sự hiểu biết của Kiệt Sâm, Linh Dược Sư Tháp cùng Linh Sư Tháp tự hồ được chia thành đệ tử hạch tâm, đệ tử cao cấp, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, là bốn loại xưng hô khác nhau. Đệ tử cao cấp tự hồ cũng là một xưng hô có chút trọng yếu. Ngõa Đặc cười cười nhìn mọi người. Linh Dược Sư Tháp cùng với Linh Sư Tháp cũng đồng nhau. Đệ tử được chia thành đệ tử hạch tâm, đệ tử cao cấp, nội môn và ngoại môn là bốn cấp bậc. Mỗi một cấp bậc có khả năng hưởng thụ khác nhau trong Linh Dược Thành. Về phần sẽ có khác biệt như thế nào, còn phải chờ chư vị báo danh xong rồi tự mình đi tìm hiểu. Mà vừa rồi, theo lời của đám người kia, thì linh sư không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp. Có ý tứ là, tại Linh Dược Sư Tháp, chỉ có Linh Dược Sư mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm, là cấp bậc cao nhất. Nếu là linh sư, cho dù hắn là thiên tài tối đa, cũng chỉ có trở thành đệ tử cao cấp. Ấy, cái gì? Những lời của Ngõa Đặc vừa nói ra, là một ít tuyển thủ không khỏi kinh hãi, mà ngay cả Kiệt Sâm cũng ngây ngẩn cả người. Một nhóm người đều đem ánh mắt rơi trên người của Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á. Lần này trong số những tuyển thủ gia nhập Linh Dược Sư Tháp, ngoại trừ Kiệt Sâm cùng Dòng Thánh là đệ tử cao cấp, Lai Ngang Nạp Đa, Tác Phỉ Á, Thiết Mộc Chân, Thiết Nặc là đệ tử nội môn. Những tuyển thủ còn lại cũng chỉ là đệ tử ngoại môn.
chỉ theo xưng hô, tất cả mọi người liền biết rõ, đệ tử hạch tâm tuyệt đối rất khó đạt tới, mà tuyệt đại đa số mọi người chỉ là đệ tử ngoại môn. Cự ly đệ tử hạch tâm còn có đệ tử nội môn cũng đệ tử cao cấp. Cho nên một ít tuyển thủ tuy rất giật mình, nhưng cũng không cảm thấy có gì là quá mức. Chính bọn họ cũng tự nhiên biết rõ, với thiên phú cùng thực lực của mình, trên cơ bản không có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm. Bởi vậy có cơ hội hay không cũng không sao. Nhưng hai người Lai Ngang Nạp Đa cùng Tắc Phi Á thì lại hoàn toàn khác. Trong cuộc thi đấu đối chiến Tinh Anh Đại Lục, hai người bọn họ đều biểu hiện ra thiên phú kinh người. Mà khi trưởng lão đế mẫu của Linh Sư Tháp mở lời mời hai người, cũng đồng ý thân phận đệ tử cao cấp. Nói cách khác, nếu như hai người dự chọn vào Linh Sư Tháp, thì tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp. Vậy nhưng bọn họ lại lựa chọn tiến vào Linh Dược Sư Tháp. Bọn họ không phải Linh Dược Sư. Cho dù có bao nhiêu cố gắng, đoán chừng cũng chỉ đạt tới tỷ lệ đệ tử cao cấp mà thôi. Không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm. Đối với bọn họ mà nói, lựa chọn Linh Dược Sư Tháp có lẽ là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Nhưng khi ánh mắt của các tuyển thủ nhìn qua trên người Lai Ngang Nạp Đa cùng Tắc Phỉ Á, đột nhiên chợt phát hiện ra, sắc mặt của Lai Ngang Nạp Đa và Tắc Phỉ Á vẫn rất bình tĩnh, căn bản không hề vì lời nói của Ngõa Đặc mà cảm thấy giật mình hay hối tiếc. Ha ha ha, chư vị! Chứng kiến biểu lộ của mọi người, Ngõa Đặc không nhịn được bật cười. Ở trong Linh Dược Sư Tháp này, tuy các người không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng chỉ cần các người thực sự có thiền phú, đến lúc đó tấn cấp đế linh sư bát giai, có thể lựa chọn trở thành hộ pháp của Linh Dược Sư Tháp. Và đồng dạng, nếu có được quyền lợi như là đệ tử hạch tâm như thế, thì chỉ có điều sau khi trở thành hộ pháp, các người sẽ không giống như đệ tử hạch tâm, có được cơ hội kế thừa đại thống của Linh Dược Sư Tháp. Nhưng có lẽ tại đây có một ít người đến từ một ít thế lực lớn. Điểm này Linh Dược Sư Tháp sẽ không đi quản. Nhưng một khi đã trở thành đệ tử hạch tâm, như vậy phải hoàn toàn một lòng vì Linh Dược Sư Tháp. Trên thực tế, có không ít người đến từ các thế lực lớn. Giữa những thế lực như vậy, đệ tử hạch tâm cùng với hộ pháp, người lựa chọn làm hộ pháp cũng không hề ít. Hơn nữa, Linh Dược Sư Tháp so sánh với Linh Sư Tháp vẫn có ưu thế không hơn không kém. Về phần cụ thể là gì thì mọi người cứ tự mình đi mà xem. Dù sao chỉ có một điều. Chỉ cần các người có thiền phú, có thực lực, gia nhập vào Linh Dược Sư Tháp tuyệt sẽ không bị thiệt thòi. Nghe Ngõ Đặc giải thích, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra. Nhóm người kiệt xâm đến từ địa phương xa xôi tận Tây Bắc. Vô số năm qua cơ hội rất ít người có thể gia nhập vào Linh Dược Sư Tháp. Tự nhiên không hiểu được những quy tắc này. Nhưng Lai Ngang Nạp Đa cùng Tắc Phi Á đến từ Tái Luân Đế Quốc cùng Uy Thiên Đế Quốc trong Tứ Đại Đế Quốc. Có lẽ trước khi bọn họ gia nhập cũng đã sớm biết tình huống bên trong Linh Sư Tháp và Linh Dược Sư Tháp như thế nào. Vì vậy, khi nãy sau khi nghe được câu nói của Ngõa Đặc Đại Sư mới không biểu lộ ra vẻ giật mình chút nào. Nhưng mà đúng rồi, Ngõa Đặc Đại Sư. Nếu như chúng tôi muốn trở thành đệ tử nội môn thì cần có điều kiện gì? Mà trở thành đệ tử cao cấp thì yêu cầu thế nào đây? Một ít tuyển thủ không nhịn được lại dò hỏi. Những cái việc này lẽ ra không phải do ta nói với các người. Nhưng nếu như mọi người đã hỏi thì được, ta có thể nói đơn giản cho các người. Bên trong Linh Dược Sư Tháp, muốn trở thành đệ tử nội môn Linh Sư phải đạt tới cảnh giới Hoàng Linh Sư Thất Giai Đề Cấp. Linh Dược Sư thì phải đạt tới Linh Dược Tông Sư Ngũ Giai Cao Cấp. Mà muốn trở thành đệ tử cao cấp, Linh Sư phải đạt tới cảnh giới Hoàng Linh Sư Thất Giai Cao Cấp. Linh Dược Sư thì phải đạt tới Linh Dược Tôn Sư Lục Giai Đề Cấp. Linh Sư muốn trở thành hộ pháp, phải đạt tới cảnh giới Đế Linh Sư Bát Giai Đề Cấp mới có tư cách để xin phép. Về phần đệ tử hạch tâm, phải đạt tới Linh Dược Hoàng Sư Thất Giai Đề Cấp mới có tư cách. Những điều này là điều kiện bắt buộc và cơ bản. Chỉ khi đạt được những điều kiện như thế thì các người mới đủ tư cách. Nghe Ngõa Đặc giới thiệu, không ít tuyển thủ đều cảm thấy líu lưỡi. Yêu cầu linh sư thì đỡ hơn. Trở thành đế linh sư bát giai đề cấp là có thể xin thành hộ pháp cũng không có quá mức giật mình. Nhưng linh dược sư phải đạt tới linh dược hoàng sư thất giai đề cấp mới có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử. Điều kiện như thế làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh.
Linh Dược Hoàng Sư thất giai đề cấp ở tại thủ đô Tứ Đại Đế Quốc đã là nhân vật đại sư trong Linh Dược Sư Viện, hưởng thụ vạn vạn người kính ngưỡng. Nhưng ở bên trong Linh Dược Sư Tháp lại chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi. Điều này làm trong lòng mọi người nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Phải biết rằng, trên toàn bộ Đại Lục Tây Bắc cũng chỉ có Bổn Kiệt Minh Đại Sư, Linh Dược Hoàng Sư thất giai, mà địa phương nhiều hỗn loạn chỉ lĩnh, ngay cả một Linh Dược Hoàng Sư cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được muốn tấn giai khó như thế nào. Linh Sư, từ tôn Linh Sư lục giai cao cấp tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp là một quá trình vô cùng gian nan. Linh Dược Sư lại càng thêm khó khăn. Nhưng mọi người ở tại đây tuyệt đại đa số chỉ là Linh Sư. Chỉ có mỗi Kiệt Sâm, Dòng Thánh, Địch Ni Toa cùng Tư Lý Lan Tạp là cần chú ý tới điều kiện trở thành đệ tử hạch tâm. Bởi vậy mọi người cũng chỉ cảm thấy giật mình. Theo sự dẫn dắt của Ngõa Đặc, nhóm người Kiệt Sâm thật nhanh đã được dẫn vào bên trong Linh Dược Thành, được nhân viên xử lý thủ tục, mỗi người đều lấy được tạp phiến thuộc về riêng mình. Màu sắc tạp phiến của nhóm người Tư Lý Lan Tạp là màu trắng, mà Thiết Mộc Chân là màu xanh, về phần Kiệt Sâm cùng Dòng Thánh thì là màu đỏ. Tấm thẻ này là giấy thông hành chứng minh của các người bên trong Linh Dược Thành này. Sau khi hết thảy những gì các người muốn làm trong Linh Dược Thành đều sẽ phải dùng đến tấm thẻ. Cho nên hy vọng các người có thể đảm bảo cẩn thận nó. Hiện tại mọi người đi theo ta, ta sẽ dẫn các người đi tới một địa phương tốt. Xem như đây là lễ vật đầu tiên khi các người tiến vào Linh Dược Sư Tháp. Sau khi thấy mọi người đăng ký xong xuôi, Ngõa Đặc dẫn theo mọi người đi vào bên trong Linh Dược Thành. Đi theo Ngõa Đặc, mọi người không ngừng đi, càng lúc càng sâu bên trong. Ngay lúc ban đầu bọn họ còn thấy lác đác vài người qua lại, nhưng chờ tới cuối cùng xung quanh không còn ai. Rất nhiên, mọi người đều tiến vào trong một địa phương bình thường cũng không ai đến. Giờ phút này, mọi người đang đi trong một thông đạo bằng đá. Xung quanh thông đạo điêu khắc một ít đồ án tinh mỹ, làm cho người ta có một loại cảm giác khí thế hào hùng. Ngõa Đặc đại sư đang muốn dẫn chúng ta đi đâu đây? Ta cũng không biết nữa. Này, các người có nghe ai nói qua gia nhập Linh Dược Sư Tháp sẽ đi đến địa phương nào? Khi nãy nghe Khóa Đặc đại sư nói là một địa phương rất tốt, và hơn nữa là lễ vật đầu tiên Linh Dược Sư Tháp cho chúng ta, thì chắc hẳn sẽ có một chỗ tốt đó. Không ít người ồn ào nghị luận, thần sắc nghi hoặc, nhưng càng nhiều là vẻ mặt tràn đầy chờ đợi. Địa phương tặng lễ, theo lời của Ngõa Đặc tuyệt đối thật đáng cho mọi người mong đợi. Dù là Kiệt Sâm, cũng cảm thấy tràn ngập sự tò mò, đi bên trong đội ngũ. Thông đạo rất dài, mọi người đi thật lâu mới đến cuối đường. Xuất hiện trước mặt mọi người là một đại điện trống trải. Trong đại điện là một hồ nước hình tròn, khổng lồ, đường kính chừng 500 thước. Toàn bộ hồ nước có màu nâu xám, tản mát ra một cỗ hương vị cực kỳ gay mũi, kỳ lạ. Ở bên cạnh hồ nước có một lão giả mặc trường bào màu đen, tinh mang lưu chuyển trong mắt, sắc mặt lạnh băng vô cùng nghiêm túc. Mà sau lưng lão là một loạt nhân viên mặc trường bào màu trắng, trong tay mỗi người đều nâng một hộp gỗ. Ê, An Nức Đạp hộ pháp, 39 tuyển thủ đều đã đến rồi. Ngõa Đặc đại sư nhìn lão giả lên tiếng nói. Trong miệng lão giả đáp lại, sau đó ánh mắt sắc bén như đao lướt qua trên mặt từng người, lên tiếng nói. Vậy thì bây giờ bắt đầu đi. Theo lời nói của hắn rơi xuống, 8 nhân viên mặc áo bào trắng đứng bên cạnh hồ nước đều cùng nhau mở hộp gỗ trong tay, sau đó đổ vào bên trong hồ. Đồ vật trong tay 8 người kia là một loại bột phấn màu đen, có tinh khối màu đỏ, cũng có rễ cây màu xanh, khoáng thạch lại màu nâu, thật nhiều thứ không giống nhau. Nước hồ vốn có màu nâu xám tản ra mùi vị cổ quái, ngay lập tức sôi trào, đại lượng sương mù màu nâu xám không ngừng quanh quẩn bốc cao, hình thành từng đám sương phiêu lãng trên không. Ấy, nước trong hồ này không ngừng sôi trào kìa. Hả? Đây là Hóa Linh Trì? Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ ở tại đây sao? Ngõa Đặc đại sư lên tiếng. Đây là Hóa Linh Trì, các người sẽ ở đây. Bây giờ, xin mời bước vào. Hả? Hóa Linh Trì? Ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn lẫn nhau. Kiệt Sâm nhìn qua Hóa Linh Trì đang không ngừng sôi trào. Với tạo nghệ linh dược học của hắn, tự nhiên có thể phân biệt ra được Hóa Linh Trì này hẳn có tác dụng giống như Mộc Linh Trì kia,
khi hắn hồi phối chế cho Lạc Hố Ân ngâm mình là một loại dược tề ngoại dụng nào đó, có thể sẽ mang tới một chỗ tốt nhất định nào đó cho linh sư. Hết chương 791, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 792, Hóa Linh Chỉ. Nhưng Hóa Linh Chỉ trước mắt chưa biết rõ tài liệu bên trong có những gì, tạm thời Kiệt Sâm còn chưa thể hiểu rõ nó có công hiệu như thế nào. Cứ yên tâm đi, Hóa Linh Chỉ này là do Linh Dược Sư Tháp dùng bí pháp mà chế tạo ra, có thể mang tới ích lợi thật lớn cho thân thể của các người, tăng lên cường độ thân thể nữa, cải thiện kinh mạch cùng cơ bắp. Nhìn thấy bộ dáng do dự của mọi người, Ngõa Đặc không nhịn được tươi cười nói. Nếu mà người nào không muốn đi vào thì hiện tại có thể đi trở ra. Thần sắc của An Đức Nặc vẫn lạnh lùng, đạm mạc lên tiếng. Mọi người đứng bên hồ liếc mắt nhìn nhau. Lai Ngang Nạp Đa cùng Tắc Phỉ Á giống như hai đạo lưu quang trực tiếp rơi vào trong Hóa Linh Chỉ. Những tuyển thủ khác nhìn thấy cũng thả người nhảy vào. Kiệt Sâm cùng Khắc Đôi Nhã bọn họ cũng đi theo một đường nhảy vào Hóa Linh Chỉ. Thanh âm tiếng nước rơi xuống liên tiếp truyền đến, tổng cộng 39 tuyển thủ đều nhảy xuống. Bọt nước văng tùng tóe khắp nơi, mặt nước Hóa Linh Chỉ thoạt nhìn vô cùng sôi trào, nhiệt khí bốc hơi, nhưng trên thực tế độ ấm không cao, chỉ phảng phất giống như ngâm vào trong suối nước nóng. Mặt nước Hóa Linh Chỉ quỷ dị lưu động, tạo thành từng nhóm xoáy nước nhỏ nhỏ bao vây đến 39 tuyển thủ, đồng thời từ trong nước tách ra từng đạo hào quang màu nâu chói mắt. Đại lượng sương mù màu nâu xám gào thét, hướng thân thể các tuyển thủ lao tới. Vô số khí lưu màu nâu xám tựa như những đầu mãnh xà lưu chuyển bên trong Hóa Linh Chỉ, hướng 39 người lao tới, phảng phất như kén tằm cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Cảm giác rất là đặc thù. Vừa tiến vào Hóa Linh Chỉ, Kiệt Sâm liền cảm thấy có đại lượng năng lượng bao vây lấy hắn, thực giống như nằm trong bụng của mẫu thân, năng lượng ôn hòa kỳ dị từ trong bộ vị rót vào trong thân thể. Toàn thân thể tê dại nhưng lại rất thoải mái. Loại năng lượng này rốt cuộc đã gia nhập bao nhiêu loại tài liệu bên trong đây? Hai mắt Kiệt Sâm mở to, cảm thụ năng lượng kỳ dị thẩm thấu vào trong thân thể mình. Ngay lúc ban đầu nghe Ngõa Đặc đại sư nói Hóa Linh Chỉ có thể giúp linh sư đề cao thể chất, Kiệt Sâm cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hắn từng là linh dược thánh sư cửu giai, còn phát minh ra linh dược học kỹ thuật lưu. Đồng thời hắn vô cùng hiểu rõ về bạo lực linh sư, đối với việc đề cao tố chất thân thể thực sự hiểu rõ vô cùng. Hôm nay mặc dù hắn mới đạt tới tôn linh sư lục giai cao cấp, nhưng tính theo cường độ thân thể đã đạt tới cảnh giới bát giai đỉnh phong. Đây là một trạng thái cực hạn. Kiệt Sâm hiểu được bản thân mình chỉ cần tiến thêm một bước là có thể tiến vào thân thể thánh cấp. Nhưng hắn cũng biết muốn tiến vào thân thể thánh cấp là chuyện khó khăn đến mức nào, cần tài liệu quý hiếm như thế nào. Việc này, Linh Dược Sư Tháp không khả năng làm ra Hóa Linh Chỉ đủ công năng cho mọi người hưởng dụng. Nếu như chỉ đơn giản như thế, Kiệt Sâm cũng đã sớm đẩy thân thể mình đã tới thánh cấp từ rất lâu khi trước. Bởi vậy trong lòng Kiệt Sâm suy nghĩ, Hóa Linh Chỉ này có thể còn có chút công hiệu đối với những người khác, nhưng đối với hắn mà nói cơ hội sẽ không có bất cứ công dụng gì. Vậy nhưng đợi khi hắn tiến vào trong Hóa Linh Chỉ đã làm hắn thực sự là sợ ngây người. Năng lực ẩn chứa bên trong Hóa Linh Chỉ này tuy không cách nào làm cường độ thân thể hắn tiếp tục đề cao, nhưng ở một góc nào đó lại tiến hành cải tạo thân thể. Đây là một cách cải tạo rất đặc biệt. Kiệt Sâm có thể cảm giác được thân thể của mình đang từ từ lột xác. Tuy cường độ còn chưa đột phá được bát giai đỉnh phong tiến vào cửu giai thánh cấp, nhưng tính chất rất dẻo dai, đàn hồi không ngừng thay đổi. Cũng giống như thân thể linh sư là một thùng nước, mà cường độ cao thấp lại giống như trong thùng có khả năng dựng được bao nhiêu nước. Thân thể Kiệt Sâm nhờ vào thiên lôi hoán thể, trước kia đã đề thăng cảnh giới tới bát giai đỉnh phong, xem như dung lượng trong thùng nước đã được đề cao. Mà hôm nay, năng lượng bên trong Hóa Linh Chỉ cải tạo không phải là dung lượng của thùng nước, mà là chất liệu của nó. Căn cứ theo cường độ thân thể Kiệt Sâm, không ngừng cải tạo thân thể của hắn, đem thùng gỗ cải tạo thành thùng sắt, thậm chí là thùng hợp kim. Những năng lượng kia từ ngoài ra không ngừng thẩm thấu vào bên trong, bất kể là kinh mạch, cơ bắp hay là huyết dịch thần kinh,
lại hoàn toàn thẩm thấu. Ngay cả xương cốt cũng vậy, ngay cả đôi mắt, làn da đều phát run. Từ trong ra ngoài, toàn thân không có chỗ nào mà không biến hóa. Vô luận là tinh thần hay thân thể, Kiệt Sâm hoàn toàn rơi vào trạng thái buông lỏng thật sự. Bên trong đại điện hóa linh trì có phạm vi rất lớn, dài rộng chừng 200m tới 300m, độ cao cũng gần 10 trượng. Đặc biệt là đỉnh đại điện cùng vách tường khắp bốn phía đều tuyên khắc vô số linh lực trận văn, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Hiển nhiên là vì ngăn cản sự tiêu hao của năng lượng đặc thù bên trong hóa linh trì. Hóa linh trì không ngừng sôi trào. Bên cạnh hóa linh trì, Ngõa Đặc cùng An Đức Nặc đều đã rời đi. Là hộ pháp của Linh Dược Sử Tháp, tự nhiên không cần phải dừng lại nơi này để nhìn nhóm tuyển thủ, mà 8 người mặc áo bào trắng đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, quan sát 39 tuyển thủ đang hấp thu và lột xác bên trong. Muốn hấp thu hóa linh trì, thời gian ngắn cũng phải 1-2 canh giờ đó. Một ít người cấp bậc cao, cường độ thân thể cao thì lại càng phải kéo dài tới nửa đêm. Có một người áo bào trắng, tóc đỏ lắc đầu nói. Hai vị hộ pháp đã đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn chúng ta vẫn phải ở lại nơi này canh giữ. Một thanh niên cường tráng đứng một bên cạnh người tóc đỏ cười nói. Ê, chờ khi nào ngươi trở thành hộ pháp, ngươi cũng có thể như thế đó. Ta sao? Trở thành hộ pháp à? Người tóc đỏ bất đắc dĩ. Chờ ngày nào đó ta tấn cấp đế linh sư bát giai rồi nói sau. Ta tấn cấp hoàng linh sư thất giai cao cấp đã sắp 20 năm nay, ngay cả đỉnh phong còn chưa thể đạt tới. Tấn cấp đế linh sư bát giai thoạt nhìn hy vọng hẳn là không có lớn. Hôm nay chỉ đang làm những chuyện vặt vãnh để kiếm thêm điểm tích lũy thôi. Đến lúc đó còn đổi được chút bảo bối. Thì như vậy cũng tốt, chúng ta làm việc này một đêm ít nhiều gì cũng có được không ít điểm tích lũy. Ta cũng không muốn đổi bảo bối đâu, thầm nghĩ hy vọng có thể ở trên đảo thí luyện lâu thêm một chút. Đúng lúc này, trong miệng thanh niên cường tráng đột nhiên kinh khỉ kêu lên. Ấy, vì sao nhanh như thế đã có người đình chỉ hấp thu năng lượng của hóa linh trì? Lần này người gia nhập Linh Dược Sử Tháp không phải đều là người xuất sắc trong cuộc thi đối chiến tình anh đại lục hay sao? Dù là thân thể tông đình sử ngũ dài hấp thu năng lượng hóa linh trì cũng sẽ không nhanh như thế đã bão hòa đi rồi chứ. Trên mặt thanh niên cường tráng kia mang theo vẻ khó hiểu. Cả 8 người mặc áo bào trắng đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong hóa linh trì, một kén tầm màu nâu đã dừng lại việc hấp thu năng lượng màu nâu xám trong nước. Kén tầm không ngừng rung động. Kén tầm màu nâu lặng lẽ vỡ ra. Một cỗ hơi nước màu nâu xám cơ hồ hóa thành thực chất tán giật ra ngoài. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong sương mù tản mát. Một nữ tử mặc trường bào màu đỏ trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc đứng lên. Ấy, Ngõa Đặc đại sư không phải là nói hóa linh trì có thể thay đổi thể chất của mọi người sao? Vì sao ta không hề có cảm giác biến hóa gì cả? Trong hồ nước, trên mặt Khắc Lôi Nhã tràn đầy vẻ mờ mịt, trong miệng nghi hoặc lên tiếng. Việc này... Chứng kiến sương mù màu nâu xám nồng hậu này, trên người của Khắc Lôi Nhã, 8 gã áo bào trắng cũng ngây dại. Thiếu nữ trước mặt thậm chí ngay cả một chút năng lượng bên trong hóa linh trì cũng không hấp thu. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hóa linh trì do linh sư tháp phối chế mà thành là một loại dược tề ngoại dụng đặc biệt, có thể tiến hành cải đạo cường độ thân thể cho linh sư. Bất kể là linh sư có cấp bậc như thế nào, ở bên trong hóa linh trì đều sẽ hấp thu đại lượng năng lượng linh lực tiến hành cải đạo, mà căn cứ theo tiềm lực thân thể mỗi người cùng cường độ khác nhau, trong thời gian hấp thu năng lượng dài hay ngắn cũng có khác nhau. Nói đến đây, như thế này, thời gian hấp thu ngày càng dài, đại biểu cường độ thân thể linh sư càng mạnh, tư chất càng tốt mà tiềm lực cũng rất lớn. Mà Ngõa Đặc cùng Thụy An khi dẫn đầu mọi người đến Linh Dược Sư Tháp sở dĩ để mọi người chạy như điên, không ngừng như thế là bởi vì tiêu hao linh lực trong thân thể, cũng là vì giúp cho mọi người có thể hoàn toàn hấp thu được năng lượng bên trong hóa linh trì lúc này. Nhưng tình huống của Khắc Lôi Nhã lại làm cho 8 gã áo trắng canh giữ bên trong hóa linh trì đều phải ngây ngẩn cả người. Khi kén tầm của Khắc Lôi Nhã tán giật ra năng lượng màu nâu xám, 8 gã áo trắng đã công tác nơi này thời gian tương đối dài, nên đều có thể nhìn ra được năng lượng từ hóa linh trì tiến vào bên trong kén tầm kia. Hơn nữa, căn bản không hề bị đối phương hấp thu, dù chỉ là một chút. Tình huống như vậy, từ khi 8 người áo trắng làm việc ở nơi này, chưa bao giờ nhìn thấy.
Cho dù là một thất giai linh đồ hay một người bình thường, ở bên trong hóa linh chỉ đều có thể hấp thu được năng lượng đồng đẳng với cường độ của thân thể chính mình. Vậy nhưng Khắc Lôi Nhã lại hoàn toàn không thể hấp thu chút năng lượng nào. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không cách nào có thể hiểu nổi. Chờ một chút, để ta đi thông trì với ngõ đặc hộ pháp. Một gã áo trắng lên tiếng, hướng ra ngoài rời đi. Bảy người áo trắng còn lại đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Khắc Lôi Nhã. Nàng chỉ phải rời khỏi hóa linh trì, hỏa hệ linh lực trên người nàng bắt đầu khởi động. Trường bào màu đỏ vốn ướt sũng dâng lên một cỗ hơi nước. Chỉ sau một lát, quần áo đã hoàn toàn khô ráo, chỉ có điều vẫn lưu lại một cỗ hương vị. Rất nhanh, ngõ đặc cùng An Đức Nặc đã quay trở lại hóa linh trì. Sau khi biết được tình huống của Khắc Lôi Nhã, liền giúp nàng ta kiểm tra. Ngõ đặc cùng An Đức Nặc đều là linh dược hoàng sư thất giai, mà An Đức Nặc còn là một linh dược hoàng sư thất giai trùng cấp. Nhưng trong cảm giác của hai người, căn bản không cách nào phát hiện Khắc Lôi Nhã vì sao lại không thể hấp thu năng lượng bên trong hóa linh trì. Chỉ đành đem nguyên nhân quy kết tới thể chất đặc thù của nàng mà thôi. Ngõ đặc cùng An Đức Nặc đến rất nhanh, nhưng cũng liền rời đi, chỉ còn lưu lại tám gã áo trắng cùng Khắc Lôi Nhã buồn bực ngồi xếp bằng tu luyện bên cạnh hóa linh trì. Một canh giờ trôi qua. Bên trong 38 kén tầm, hóa linh trì có một kén tầm cũng đình chỉ hấp thu khí lưu màu nâu xám. Kén tầm liền bắt đầu run lên. Trong thanh âm tiếng nổ rất khẽ, kén tầm màu nâu vỡ ra. Một thanh niên mặc linh sư bào màu xanh, gương mặt tràn đầy vui mừng đứng dậy. Chính là người có cấp bậc thấp nhất trong 39 tuyển thủ gia nhập linh dược sư tháp, chỉ mới đạt tới tôn linh sư lục giai trùng cấp, Từ Lý Lan Tạp. Hắn là người có cảnh giới thấp nhất, cường độ thân thể đương nhiên là phải yếu nhất, bởi vậy thời gian hấp thu cũng ngắn, là người đầu tiên thức tỉnh. Thân thể của ta... Trên mặt của Từ Lý Lan Tạp tràn đầy vẻ vui mừng, nhìn vào hai cánh tay. Hôm nay chạy suốt cả ngày, đã đem linh lực trong thân thể tiêu hao khô kiệt. Thân thể vốn đang vô cùng đau nhức mỏi mệt, giờ phút này lại cảm nhận được trong thân thể như tỏa sáng, tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn. Kinh mạch vốn bởi vì không ngừng vận chuyển linh lực nên có chút chướng đau, hiện tại đã biến thành sinh cơ bừng bừng, vô cùng mềm dẻo. Tiểu tử à, ngươi lên đây đi, ở bên cạnh hồ nước mà chờ. Người tóc đỏ nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Từ Lý Lan Tạp, lại sững sờ đứng yên trong hồ nước, liền lên tiếng gọi. À, vâng. Từ Lý Lan Tạp vội vàng lên tiếng đáp, sau đó nhảy lên bờ, dùng linh lực làm quần áo khô ráo, liền thấy được một bóng người đang ngồi khoanh chân bên một góc đại điện. Hả? Khắc Lôi Nhã? Từ Lý Lan Tạp khẽ gọi, ngay sau đó hai người khoanh chân ngồi chung một chỗ chờ đợi những người khác. Theo thời gian trôi qua, quả thật từng kén tầm trong hóa linh chỉ đều vỡ. Ngay lúc ban đầu tỉnh lại đều là tôn linh sư lục giai cao cấp, ngay sau đó là một ít hoàng linh sư thất giai đề cấp cũng dừng lại việc hấp thu năng lượng, sau đó lần lượt đi ra. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ mừng rỡ, cảm thụ thân thể mình biến hóa, khoanh chân tiến hành tu luyện bên cạnh hồ. Ngay sau đó Địch Ni Toa, Thiết Mộc Chân, Dòng Thánh, bọn họ cũng đều vỡ kén tầm, từng bước thức tỉnh. Ê, xem, chỉ còn lại 3 người. 36 người đã bước ra khỏi hóa linh trì. Đợi khi mọi người tiến vào hồ nước được 3 canh giờ, Dòng Thánh bước ra. Bên trong linh trì còn lại kén tầm của Lai Ngang Nạp Đa, Tác Phi Á cùng Kiệt Sâm vẫn còn chưa vỡ. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào 3 kén tầm lớn ở trung ương hóa linh trì. Đại lượng khí lưu màu nâu xám vẫn cuồn cuộn tràn vào kén tầm, mà kén tầm giống như không động đậy, đến bao nhiêu hút bấy nhiêu. Ê, trong 3 kén tầm này có phải là có 2 cái hoàng linh sư thất giai trùng cấp đó? Trong 8 người áo trắng, cũng có người hiểu rõ cuộc thi đấu đối chiến Tinh Anh Đại Lục lần này có những ai gia nhập linh dược sư tháp. Nhìn thấy 36 người khác, cũng biết bên trong 3 kén tầm kia có 2 người là hoàng linh sư thất giai trùng cấp, tên là Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phi Á. Hẳn là 2 người bạn họ đó. Cường độ thân thể của hoàng linh sư thất giai trùng cấp so với đề cấp mạnh mẽ hơn không ít mà. Cũng khó trách có thể hấp thu năng lượng của hóa linh trì trong thời gian dài như thế. Nhưng mà hiện tại cũng đã quá 3 canh giờ, chắc cũng sắp xong rồi chứ. Nhưng mà kén tầm thứ 3 là ai? Đúng lúc này có một người áo trắng lên tiếng hỏi. Hả? Kén tầm cuối cùng sao? 7 người áo trắng còn lại đưa mắt nhìn 36 người bên cạnh.
Một người có chút không xác định nói. À, liệu hắn có phải là người tên là Kiệt Sâm không? Hết chương 733. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 793, phá kỷ lục. Ê, Kiệt Sâm, nghe nói người này dùng cùng đẳng cấp tôn linh sư lục giai cao cấp, đã được quán quân cuộc thi đối chiến lần này đó. Ê, thật không có khả năng. Mọi người áo trắng mang theo vẻ mặt khó tin. Nhưng mà đúng là Kiệt Sâm đó. Hắn đã lấy được quán quân cuộc thi đối chiến tình anh đại lục lần này. Vừa rồi, ta nhìn qua 36 người, cũng không có thấy hắn mà. Một người áo trắng có lỗ tai hếch đón gió, khẳng định nói. Kiệt Sâm, hắn mới là tôn linh sư lục giai cao cấp. Làm sao? Tất cả mọi người đều giật mình. Năng lượng trong hóa linh chỉ căn cứ theo cường độ thân thể linh sư mà chế tạo. Nói như thế này, linh sư cấp bậc càng cao thì cường độ thân thể cũng cao. Ngoại trừ ngay từ đầu Khắc Lôi Nhã có thể chất đặc thù không thể hấp thu, còn lại 35 tuyển thủ khác đều căn cứ theo cấp bậc cao thấp mà lần lượt hấp thu rồi thức tỉnh. Vậy nhưng Kiệt Sâm chỉ có cảnh giới tôn linh sư lục giai cao cấp, nhưng thời gian thức tỉnh lại còn lâu hơn hoàng linh sư thất giai đề cấp. Điều này khiến cho mấy người áo trắng nghĩ mãi không thông. Thực lực của một linh sư, bình thường cũng có nhiều linh sư đề cấp có thể nhờ vào kỹ xảo mà vượt cấp chiến đấu, đánh bại linh sư cao cấp cũng không phải là không có. Nhưng nếu nói thân thể cường độ của linh sư cấp thấp lại mạnh mẽ hơn linh sư cao cấp, điều này thật làm cho mọi người có chút khó tin. Trong hệ thống linh sư của Tư Đặc Ân Đại Lục, dù sao còn chưa có phương thức tu luyện cường độ thân thể chuyên môn, trọng tâm của toàn bộ linh sư bình thường chỉ đặt vào phương diện tích lũy linh lực bên trong thân thể. Trong lúc 8 người áo trắng còn đang tràn ngập nỗi nghi hoặc, chỉ nghe 2 tiếng nổ ba ba thật nhỏ truyền đến. Bên trong hóa linh chỉ có 2 kén tầm đồng thời vỡ ra. 2 nhân ảnh cùng nhau đứng dậy khỏi hồ. 2 người này, một là Tác Phỉ Á trong bộ trường bào màu trắng, dùng mạo thanh lệ thánh khiết. Một là Lai Ngang Nạp Đa trong bộ trường bào màu đen, ánh mắt rất sắc bén. Hay, không ngờ Kiệt Sâm vẫn là người cuối cùng. 8 người áo trắng không nhịn được sợ hãi thán phục. Cường độ thân thể của một tôn linh sư lục giai mà lại cao cấp đến thế sao? Lại còn khoa trương hơn cả hoàng linh sư thất giai trùng cấp. Chẳng lẽ Kiệt Sâm này trời sinh là thân lực? Mọi người áo trắng không nhịn được nói thầm với nhau. Ê, có khả năng này đó. Những người còn lại đều giật mình, sau đó như bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng cũng khó trách, Kiệt Sâm kia có thể đạt được quán quân trong cuộc thi đấu đối chiến tình anh đại lục lần này, quả nhiên rất có bổn sự. Kiệt Sâm này hẳn là trời sinh thần lực rồi, cường độ thân thể của hắn cường đại hơn người bình thường, đúng là quá tự nhiên. Trong lòng 8 người áo trắng đều đặt súng khẳng định đối với sự dị thường của Kiệt Sâm. Bọn hắn đã từng gặp phải một hoàng linh sư thất giai đề cấp trời sinh thần lực, cường độ thân thể so với thánh linh sư hoàng cấp, có thể ở lại trong hóa linh trì gần tới 4 canh giờ mới tỉnh lại. Nhưng mà cho dù Kiệt Sâm trời sinh thần lực, nhưng hiện tại cả 2 hoàng linh sư thất giai trùng cấp đều đã tỉnh rồi. Nghĩ tới Kiệt Sâm kia, hắn chắc cũng sắp tỉnh rồi đó. Người tóc đỏ lên tiếng nói. Nói xong mấy người còn lại đều đưa mắt chú ý nhìn cánh tầm duy nhất còn lại trong hóa linh trì. Về phần những tuyển thủ khác đều đang khoanh chân tu luyện, thừa dịp thân thể gặp được kỳ ngộ lột xác mà đề cao thực lực của chính mình. Thời gian trôi qua. Ai đã sắp 4 canh giờ rồi mà vẫn chưa còn hấp thu xong sao? Toàn bộ những người áo trắng chờ đợi rất lâu, lại nhịn không được bắt đầu nghị luận. Khí liều màu nâu xám vẫn cuồn cuộn không dứt tràn vào cánh tầm của Kiệt Sâm. Kén tầm của hắn không hề cự tuyệt, hấp thu, năng lượng kỳ dị của hóa linh trì không ngừng tràn vào khắp thân thể hắn. Gần cốt trên thân thể, cơ bắp kinh mạch có bao nhiêu năng lượng tràn vào liền hấp thu bấy nhiêu. Toàn bộ thân mình đang run lên. Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn cảm ứng được năng lượng kỳ dị đang thẩm thấu sâu vào trong thân thể, cộng hưởng cùng năng lượng khắp toàn thân. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong nó. Hết thảy xung quanh giờ phút này đã không còn cách nào cảm ứng. Ê, thậm chí đã cả một đêm rồi đó. Toàn bộ những người áo trắng vây quanh hóa linh chỉ kinh hãi.
Này này này, ta nhớ, người hấp thụ năng lượng trong hóa linh trì thời gian dài nhất cũng chỉ có một đêm thôi. Còn là một hoàng linh sư thất giai cao cấp có cường độ thân thể đặc biệt vô cùng đó. Thanh niên cường trắng không nhịn được kinh hồ. Ai... Giờ phút này, thời gian Kiệt Sâm hấp thu đã vượt lên kỷ lục ghi chép của những người mới gia nhập linh dược sử tháp. Nhưng hiện tại Kiệt Sâm mới chỉ là tôn linh sư lục giai cao cấp. Cho dù trời sinh thần lực, cũng không đi đến nỗi cường đại đến tình trạng như thế này. Tất cả mọi người không cách nào lý giải. Cũng không biết, Kiệt Sâm này rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu lâu mới chịu ngừng. Trong lòng tám người áo trắng không nhịn được tự hỏi, nội tâm vô cùng nghi hoặc. Giờ phút này, không khí khác thường cũng đã hấp dẫn sự chú ý của các tuyển thủ. Bọn họ đều kinh dị đi tới nhìn chằm chằm vào hóa linh trì. Không ngờ bây giờ vẫn có người đang hấp thụ. Là Kiệt Sâm đó. Ai, ta là một hoàng linh sư thất giai đề cấp. Chỉ hấp thụ hơn 2 canh giờ cũng cảm giác thân thể đã bão hòa rồi. Vậy nhưng cái tên Kiệt Sâm này... Đúng là một tên biến thái. Trong miệng các tuyển thủ xì xào nghị luận, mang theo thần sắc không lời nào để nói. Cũng may, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Kiệt Sâm một đường quá tràm quản tướng trong cuộc thi đấu đối chiến tình anh đại lục để đoạt giải quán quân. Tuy trong lòng thực sự giật mình, cùng với rung động rất nhiều, nhưng đã sớm không cảm thấy quái lạ với hành vi biến thái của Kiệt Sâm, nhất thời đều có thể tiếp nhận. Bên trong hóa linh trì, từng đạo năng lượng màu nâu xám không ngừng lưu chuyển, cuồn cuộn tràn vào kén tầm của Kiệt Sâm không dứt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đợi khi chiếc nước hồ trong hóa linh trì thậm chí đã gần như phai nhạt, kén tầm của Kiệt Sâm mới dừng lại hấp thu. Ai, hắn đã hấp thu một đêm cùng 2 canh giờ đó. Tám gã áo trắng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vừa rung động vừa cảm thấy hâm mộ. Hấp thu càng lâu, đại biểu tố chất thân thể càng cường tráng, mà thu hoạch được chỗ tốt cũng càng lớn. Thảo dược bên trong hóa linh trì là bí chế của linh dược sư tháp. Bình thường chỉ có thể hấp thu lần đầu tiên mới có tác dụng. Muốn hấp thu lần thứ hai cũng không đủ hiệu quả. Bởi vậy Kiệt Sâm đạt được như vậy thực sự làm cho bọn họ cảm thấy hâm mộ không thôi. Đồng thời tám người này cũng cảm thấy vạn phần rung động với thời gian Kiệt Sâm hấp thu. Trước kia họ nghe nói tới có thể ở trong hóa linh trì thời gian dài nhất là một hoàng linh sư thất giai cao cấp có thiên phú dị bẩm. Trời sinh có thân thể tố chất cực kỳ biến thái, nhưng cũng chỉ hấp thu được một đêm thời gian. Vậy nhưng Kiệt Sâm này hấp thu thời gian còn dài hơn cả người kia, làm trong lòng bọn họ rung động vô cùng. Hết chương 793, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 794. Thật là một tên biến thái. Nếu như Kiệt Sâm là đế linh sư bát giai thì cũng đúng thôi. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng chỉ là tu linh sư lục giai cao cấp. Thật khó có thể tin. Ngay cả khi mọi người còn đang cảm thấy khiếp sợ, kén tầm màu nâu của Kiệt Sâm bên trong hóa linh trì phát ra âm thanh tiếng nổ rất khẽ. Ngay lập tức, toàn bộ kén tầm nhanh chóng vỡ ra. Một thanh niên có mái tóc dài màu đen từ bên trong chậm rãi đứng lên. Bên trong hóa linh trì, trong miệng Kiệt Sâm lẩm bẩm, linh thức nhanh chóng cảm thụ thân thể của chính mình. Giờ phút này, bất kể thân thể hay làn da của hắn, đặc thù là gân cốt bên trong hay lục phủ ngũ tạng, toàn thân giống như có vô số năng lượng đang hưng phấn ba động không ngừng sôi lên, tràn đầy sức sống. Từng tế bào đều giống như đang hô hấp lấy không khí tươi mát, vui mừng khôn xiết hoan hô. Năng lượng bên trong hóa linh trì đã hoàn toàn dung nhập vào từng bộ vị trong thân thể Kiệt Sâm, kết hợp cùng thân thể bát giai đỉnh phong, hòa hợp một thể. Giống như là từng tế bào đã được sống lại. Kiệt Sâm cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Năng lượng của hỏa linh trì cải tạo, giờ phút này cường độ thân thể hắn vẫn là bát giai đỉnh phong, cũng không đề cao, nhưng đã hoàn toàn cải biến. Một thùng gỗ, một thùng sắt, tuy đựng dung lượng đều như nhau, nhưng trên thực tế lại có bất đồng thật lớn. Nếu nói thông tục một chút, hiện tại năng lực kháng cự đả kích giờ phút này của Kiệt Sâm đã hoàn toàn biến hóa so với trước đó. Gần cốt cơ bắp của hắn trở nên càng thêm vững chắc chịu lực, kinh mạch càng thêm dẻo dai, có khả năng thừa nhận linh lực trùng kích càng thêm biến hóa nghiêng trời lệch đất.
tài liệu phối chế của hóa linh trì này. Cảm nhận sự biến hóa thần kỳ trong thân thể mình, lúc này Kiệt Sâm tinh tế cảm giác tài liệu phối chế trong hóa linh trì. Ồ! Hắn vừa cảm giác, sắc mặt lập tức không đổi biến. Với thực lực linh dược thánh sư cửu giai kiếp trước, ở kiếp này, mặc dù còn chưa quay lại trạng thái đỉnh phong, nhưng hiện tại ít nhất cũng có thể xem như linh dược đế sư bát giai. Nhưng với thực lực khủng bố của hắn như vậy, vẫn không cách nào hoàn toàn cảm giác được toàn bộ hàm lượng cùng chủng loại tài liệu bên trong hóa linh trì. Điều này làm nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được phải giật mình. Hắn chỉ có thể cảm nhận được 11 loại tài liệu bên trong, cùng hàm lượng cụ thể, còn lại khoảng 2-3 loại hắn vẫn không cách nào phân biệt ra. Ai, cách điều chế hóa linh trì này hẳn là cách điều chế cửu giai thánh cấp rồi. Trong lòng Kiệt Sâm thầm suy đoán, ngay sau đó lắc đầu. Cách điều chế cửu giai thánh cấp vô cùng hy hữu, công hiệu cũng vô cùng cường đại. Mà thông qua sự quan sát của Kiệt Sâm, những thành viên gia nhập linh dược sư tháp đều được hưởng dụng qua hóa linh trì. Hơn nữa theo công hiệu mà xem cấp bậc của hóa linh trì cũng không được cao như vậy. Trong lòng Kiệt Sâm nghi hoặc, hồi tưởng lại hình dạng cùng bộ dáng của tài liệu trong hộp gỗ mà 8 gã áo trắng đổ vào trong hóa linh trì. Lại hồi tưởng hương vị cổ quái và nước hồ màu nâu xám mình nhìn thấy lúc ban đầu. Nguyên một loạt khả năng không ngừng lướt qua trong đầu hắn, nguyên một nhóm tài liệu không ngừng phối hợp cùng kết hợp, căn cứ theo dược tính cùng dược lý tiến hành bài trừ, chân mày Kiệt Sâm dần dần nhíu lại. 13 loại tài liệu, đích thật là 13 loại tài liệu. Vậy nhưng vì sao ta lại có cảm giác bên trong hóa linh trì này có tới 14 loại tài liệu? Còn có một loại là gì? Rốt cuộc là ta ở đâu sai lầm? Là được tính giao nhau hay là nhân tố dược tính hỗn hợp khuếch tán lên? Đối với một linh dược sư mà nói, gặp phải linh dược tề mà mình không biết, chuyện muốn làm nhất là phải đem nó phá giải ra. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm giống như một nhà số học đang chứng kiến một nan đề toán khó học khó khăn. Trong đầu hắn không ngừng vận chuyển, muốn đem nan đề này cởi bỏ đi. Kiệt Sâm cau mày, trong hai mắt tràn đầy suy tư, nhìn qua nước hồ màu nâu nhạt trong hóa linh trì. Hóa linh trì? Nước hồ? Nước hồ? Đúng rồi! Hai mắt Kiệt Sâm bỗng dừng phát sáng. Thì ra là thế! Trên mặt hắn mang theo vẻ giật mình, lộ ra tia vui mừng. Nước hồ này cũng không phải loại nước bình thường. Loại dược tính này hẳn là thần lộ của thanh thần Long Nam Tinh. Bản thân của nó là một linh dược tề rồi. Khó trách sẽ có 14 loại tài liệu. Khó trách. 14 loại tài liệu kết hợp lẫn nhau. Các loại dược tính dung hợp. Hóa linh trì. Quả nhiên là không tầm thường. Đây 14 loại tài liệu lướt qua trong đầu ta. Ta sẽ rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý cấu tạo của hóa linh trì này. Không thể không nói trong linh dược sư tháp vẫn có cao nhân chân chính tồn tại. Trong nội tâm Kiệt Sâm thật cảm khái, vị cường giả có thể đem 14 loại tài liệu kết hợp hoàn mỹ, nghiên cứu chế tạo ra dược hóa linh trì, tuyệt đối là một vị linh dược đại sư có được tạo nghệ linh dược học vô cùng thâm hậu. Chớ xem thường hóa linh trì này, chỉ có 14 loại tài liệu, nhưng lẫn nhau lại dung hợp vô cùng hoàn mỹ, rất khó phân biệt. Cũng chỉ có người sáng chế ra linh dược học kỹ thuật lưu như hắn, là một linh dược thánh sư cửu giai đã có được tri thức linh dược học suốt 3.000 năm siêu việt thời đại, mới có thể phân biệt ra được toàn bộ tài liệu bên trong hóa linh trì. Nếu không, cho dù là một linh trì hay một linh dược bế sư bát giai cao cấp, cũng đừng có mơ tưởng đem 14 loại tài liệu kia phân biệt được rõ ràng. Linh dược sử tháp, tàng long ngọa hổ, quả nhiên không có tầm thường. Cuối cùng trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được cảm khái, trong hai mắt tinh quang lập lòe, đồng thời có tia chờ mong đối với việc học tập bên trong linh dược sử tháp. Tiểu tử, thức tỉnh rồi, còn không nhanh đi lên, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hấp thu năng lượng bên trong hóa linh trì nữa sao? Hóa linh trì này chỉ có thể hấp thu được một lần thôi, ngươi cũng đừng có nghĩ thêm nữa. Bên cạnh hóa linh trì, người tóc đỏ thấy Kiệt Sâm sau khi tỉnh dậy sững sờ đứng yên trong hồ liền nói lớn. Bọn họ cũng không hề hoài nghi Kiệt Sâm đang phân tích thành phần của hóa linh trì. Trên thực tế, cho dù có biết Kiệt Sâm đang phân tích, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản.
Hóa Linh Chỉ nghe nói là bí pháp phối chế của tháp chủ linh dược sư tháp. Đã từng có vô số linh dược đại sư thiên tài từ trong một ít đại gia tộc trên đại lục gia nhập linh dược sư tháp, muốn biết rõ thành phần cấu tạo của Hóa Linh Chỉ, nhưng đều vô ích rút lui. Như vậy những linh dược tham gia cuộc thi đấu đối chiến tinh anh đại lục gia nhập linh dược sư tháp lại càng không có khả năng phân biệt được. Trên thực tế, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết cách điều chế của Hóa Linh Chỉ như thế nào. Nhưng tám người áo trắng căn bản không thể tưởng tượng chính là cách điều chế Hóa Linh Chỉ từng làm vô số đại gia tộc hào hết tâm tư lại muốn phân tích thành những thành phần bất đắc dĩ thối lui. Chỉ có ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi liền bị một thanh niên quán quân cuộc thi trước mặt hoàn toàn phân tích đi ra. Hết chương 794, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Á Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 795, Kiệt Sâm khiếp sợ. Kiệt Sâm nhảy ra khỏi Hóa Linh Trì, bước trên đại điện. Bên trong đại điện, nhóm người Lai Ngang Nập Đa cùng Tác Phỉ Á đều dùng ánh mắt nhìn như nhìn quái vật chằm chằm vào Kiệt Sâm. Đúng là, thật là tiền biến thái. Có người thầm thầm lên tiếng, nhưng lại được mọi người đồng ý gật đầu. Tám người áo trắng cũng liếc nhìn qua Kiệt Sâm nói. Các người đã hấp thụ xong Hóa Linh Chỉ, như vậy chúng ta đi. Mọi người đi theo nhóm người áo trắng, dọc theo thông đạo, xông qua hướng, ngoài đại điện đi đến. Ê, hấp thụ xong rồi sao? Ở bên ngoài đại điện, nhóm người Kiệt Sâm gặp được hai người Ngõa Đặc cùng An Đức Nặc. An Đức Nặc vẻ mặt kinh dị nhìn chăm chăm Kiệt Sâm thật lâu. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn trong miệng người của biết được tình huống của Kiệt Sâm. Tốt tốt, nếu như mọi người đều đã hấp thu xong, như vậy để cho mọi người đưa đến trụ sở đi. Ngõ Đặc đại sư lên tiếng. Theo sự dẫn dắt của tám người áo trắng, nhóm người Kiệt Sâm phân tán ra được tới trụ sở của chính mình. Bên trong linh dược sư tháp, căn cứ theo thân phận bất đồng của từng thành viên, vì vậy địa phương ở lại cũng khác nhau. Kiệt Sâm cùng Dòng Thánh là đệ tử cao cấp nên ở lại khu vực dành cho đệ tử cao cấp. Mà Thiết Mộc Trần bọn họ lại ở khu vực dành cho đệ tử nội môn. Địch Ni Toa cùng Khắc Lôi Nhã, Tư Lý Làn Tạp chỉ có thể ở lại khu vực dành cho đệ tử ngoại môn. Mỗi một khu vực đều có một khu kiến trúc rất lớn. Đệ tử cao cấp như Kiệt Sâm mỗi người đều có được một nhà riêng. Trong nhà còn có phòng thí nghiệm cỡ nhỏ cùng phòng huấn luyện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một tiếp theo căn bản nhất, nếu muốn phối chế cùng tu luyện chính thức bên trong linh dược sư tháp vẫn có nơi chuyên môn hơn. Đi theo người áo trắng, Kiệt Sâm tùy ý tìm một gian nhà ở lại, mà Dòng Thánh cũng tìm một gian nhà cạnh vách với Kiệt Sâm. Đưa hai người Kiệt Sâm đến nơi ở xong, người áo trắng cũng rời đi. Lúc này Kiệt Sâm mới bắt đầu đánh giá nơi ở của mình, đó là một tiểu biệt thự 2 tầng lầu, phương tiện bên trong hoàn toàn đầy đủ. Hắn đem đồ vật sử dụng hàng ngày trong không gian giới chỉ sắp xếp xong xuôi. Kiệt Sâm ngồi xuống ghế bắt đầu đọc sổ tay thành viên mà nhân viên công tác đã giao cho mỗi tuyển thủ đến đăng ký. Xem, thí luyện đảo, thí luyện bí cảnh. Những nơi này là chỗ tu luyện dành cho thành viên của linh dược sư tháp. Mà thành viên muốn phối chế linh dược tề hoặc muốn mua tài liệu hay linh dược tề thì có thể đến trong đại sảnh tầng thứ nhất của linh dược sư tháp để tiến hành giao dịch. Chậm rãi đọc tư liệu, Kiệt Sâm cũng dần dần hiểu được quy định của linh dược sư tháp. Linh dược sư tháp, trên thực tế, là một kết cấu vô cùng rời rạc. Tựa như những học viên trên đại lục cũng không hạn chế tự do của học viên. Ở trong linh dược sư tháp, thành viên bình thường tu luyện có niên hạn là 5 năm. Sau 5 năm có thể chính thức rời khỏi linh dược sư tháp. Đồng dạng, nếu chưa tới 5 năm, nếu tấn cấp Hoàng Linh Sư Thất giai cao cấp, cũng có thể rời khỏi Linh Dược Sư Tháp. Thành viên từ nơi này rời đi, từ khi trở lại đại lục bình thường đều sẽ có một chức vụ nhất định. Xem ý nguyện cá nhân của thành viên, bình thường sẽ là nội trưởng của một Linh Dược Sư, công hội và một lớp học viện. Nếu như không muốn quản lý công việc đó thì có thể trở thành hội trưởng danh dự của Linh Dược Sư công hội. Nói như vậy, tuyệt đại đa số Linh Sư cùng với linh dược sư đều lựa chọn rời đi, nhưng cũng có một ít thành viên muốn tiếp tục tu luyện cùng học tập lựa chọn ở lại linh dược sư tháp. Mà thành viên ở trong linh dược sư tháp,
quan trọng nhất chính là điểm tích lũy, hoặc có thể nói là độ cống hiến. Ở nơi này, bất luận là đồ vật gì cũng phải dùng điểm tích lũy để trao đổi. Khi đi lên thí luyện đảo để thí luyện, cơ hội tiến vào thí luyện bí cảnh, dùng việc mua sắm công pháp và tài liệu, linh dược tê v.v.v. Ở nơi này, chỉ cần người có điểm tích lũy, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Quả thực là biến thái mà. Nhìn sổ tay thành viên ghi chép công năng của điểm tích lũy, trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được líu lưỡi không thôi. Bên trong cuốn sổ tay, ghi chép rõ chỉ cần có điểm tích lũy, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tài liệu thất giai, tài liệu bát giai, các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí cả hoàng cấp linh dược tề thất giai, thậm chí đế cấp linh dược tề bát giai cũng đều có thể trao đổi. Đương nhiên muốn trao đổi hoàng cấp linh dược tề cùng đế cấp linh dược tề thì cần có điểm tích lũy, đều là cái giá trên trời. Nhưng cũng nói rõ, linh dược sư tháp đúng là đại khí thô. Còn một chút linh tinh công pháp cường hãn, thậm chí có cả tuyệt đại công pháp, các loại linh khí, bảo vật, chỉ cần người có điểm tích lũy cũng đều có thể tiến hành trao đổi được. Khi Kiệt Sâm quan sát sổ tay thành viên, những tuyển thủ khác khi đi vào gian phòng của mình cũng đều xem sổ tay này. Những bảo vật này chỉ cần có điểm tích lũy thôi là có thể trao đổi đó. Linh dược sư tháp này khỏi là quá dọa người. Tất cả mọi người đều trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy khiếp sợ. Một ít bảo vật ghi chép trong sổ tay thành viên, đừng nói là tiểu gia tộc trên đại lục, cho dù là đại gia tộc cũng phải đỏ mắt. Tỷ như hoàng cấp linh dược tề thất giai, cho dù là xuất hiện bên trong phòng đấu giá của tứ đại đế quốc đều sẽ tạo thành tràng diện nóng nảy. Nhưng ở nơi này, đều có thể dùng điểm tích lũy trao đổi. Điều này thực sự làm cho mọi người sợ ngây người. Chẳng hạn, như một quyển nguyệt giai công pháp, cho dù là một ít gia tộc đỉnh cấp trên đại lục cũng xem như vô cùng trân quý, dùng để truyền thừa đời sau, ở nơi này lại có thể dùng điểm tích lũy tiến hành trao đổi. Nhưng linh dược sư tháp cũng đã quy định, loại vật phẩm tiêu hao tỷ như linh dược tề, tài liệu trân quý, linh thạch, các thành viên trao đổi, trong đó đến đem đại lục đều có thể xuất ra giao dịch. Nhưng một ít bảo vật thuộc loại truyền thừa, tỷ như công pháp cường đại, cách điều chế linh dược tề, chỉ có thể để riêng cho chính thành viên sử dụng, nghiêm cấm thành viên đem ra ngoài trao đổi cùng đấu giá. Một khi phát hiện linh dược sư tháp sẽ giết chết không cần lý do, vô luận là thành viên đó rốt cục có được thân phận gì. Ở trong linh dược sư tháp, điểm tích lũy cũng giống như linh tệ, hằng ngày đều cần dùng đến, là phương pháp thu hoạch được điểm tích lũy thì có rất nhiều. Có thể bán tài liệu cho linh dược sư tháp, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà linh dược sư tháp bố trí, hoặc giải quyết một ít vấn đề do chính thành viên tuyên bố bên trong tháp. Thậm chí cũng giống như những người áo trắng kia, làm việc trong tháp. Thậm chí còn có thể đề thăng thân phận của thành viên. Như vậy đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Bên trong linh dược sư tháp, điểm tích lũy cũng giống như linh tệ bên ngoài, nhưng càng trân quý hơn linh tệ rất nhiều. Có thể trao đổi được những bảo vật mà bên ngoài không có cách nào trao đổi, nhưng chỉ có thể sử dụng ở trong tháp. Hơn nữa, không thể trao đổi với bên ngoài. Hết chương 795, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 796, Ngũ Hành Luân Hồi Dược Tề. Xem xong từng điều lệ quy tắc, trong ánh mắt Kiệt Sâm hiện lên vẻ kích động, lại thêm hưng phấn. Đời trước, tuy hắn là linh dược thánh sư cửu giai, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Hơn nữa thời gian trưởng thành cũng rất ngắn. Toàn bộ tài liệu trên người chỉ khi nào cần mới ra ngoài đại lục dùng linh dược tề để trao đổi, hoặc để cho một ít người hỗ trợ đi tìm. Nhưng linh dược sư tháp đúng là thế lực lớn, đỉnh cấp của đại lục này. Ở thời đại này, có được vô số người từng hao tốn vô số năm sưu tầm bảo vật, thiên tài dị bảo, số lượng cùng chất lượng căn bản không phải là một mình hắn có khả năng sánh bằng. Điều này cũng đã nói rõ, nếu như Kiệt Sâm muốn phối chế linh dược tề, trừ phi là bảo vật quá mức trân quý đến nỗi ngay cả linh dược sư tháp cũng không có, hoặc là loại chí bảo nào mà họ không muốn lấy ra giao dịch. Nếu không, hắn căn bản không cần lo lắng về vấn đề tài liệu. Cần phải lo lắng chính là bản thân có được đầy đủ điểm tích lũy hay không mà thôi. Ngay khi Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ,
ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Kiệt Sâm mở cửa ra. Sư phụ. Thanh âm kích động của dòng thánh truyền vào, trong tay vùng vẫy quyển sổ tay thành viên. Bảo vật gì cũng có thể trao đổi đó sư phụ à, thực sự là quá tin. Ta cảm thấy quá mỹ diệu rồi. Cả người dòng thánh vô cùng kích động. Sư phụ à, hiện tại chúng ta có cần đến đại sảnh giao dịch nhìn xem thử một chút không? Xem rốt cuộc có bảo vật gì, ta thậm chí không thể chờ đợi thêm được nữa đâu. Ánh mắt dòng thánh có điểm nồng nhiệt, hưng phấn nói. Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa có điểm tích lũy. Kiệt Sâm lên tiếng, dù sao cũng từng là một linh dược thánh sư cửu giai, cho dù cũng thật kích động, nhưng trong nội tâm vẫn vô cùng chấn định. Ê, nhưng chúng ta là đệ tử cao cấp. Là đệ tử cao cấp đó. Ngay ban đầu đã có được 10 vạn điểm tích lũy rồi. Đệ tử nội môn là 5 vạn điểm tích lũy. Mà đệ tử ngoại môn có 1 vạn điểm tích lũy đó. Dòng thánh mở ra tờ cuối cùng trong quyển sổ tay thành viên. Quả nhiên, ở bên trong viết bất luận là một đệ tử cao cấp nào mới gia nhập của linh dược sư tháp đều sẽ miễn phí có được 10 vạn điểm tích lũy. Được, vậy đi. Kiệt Sâm gật đầu. Sau đó cùng dòng thánh trực tiếp đi thẳng về trung tâm kiến trúc của linh dược sư tháp. Tốc độ của hai người Kiệt Sâm cùng dòng thánh rất nhanh, nhưng cũng dùng một thời gian mới đi tới trước mặt kiến trúc trung tâm của linh dược sư tháp. Đó là một tòa tháp cao khổng lồ, chiếm diện tích lớn vô cùng. Ngọn tháp xuyên tận trong mây, ẩn vào bên trong tầng mây, làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc cao tới bao nhiêu. Ngày hôm qua khi nhóm người Kiệt Sâm vừa đi tới nơi này, cũng đã bị tòa tháp này làm rung động vô cùng. Nhưng giờ phút này khi họ chính thức đi tới trước ngọn tháp kia, mới phát hiện được ngọn tháp cao bất luận dùng bất cứ từ ngữ gì cũng không đủ hình dung được sự bàn bạc hùng vĩ của nó. Tháp cao giống như mọc ra từ trên mặt đất, chật tự nhiên, làm cho người ta không cách nào nhìn thấy có dấu vết, nhân công xen vào. Bề ngoài vô cùng cổ xưa, có một cỗ khí thế vô hình đập thẳng vào mặt, có cảm giác lịch sử tang thương làm lòng người bỗng dưng mang theo nỗi sợ hãi. Ở trước ngọn tháp, cánh cổng cổ xưa điêu khắc linh văn vô cùng phức tạp đang mở rộng, thật khiến người ta không ngừng ra vào vô cùng náo nhiệt. Theo dòng người, hai người Kiệt Sâm rất nhanh đã đi vào bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh cực lớn, có chút giống trung tâm giao dịch của hỗn loạn thành. Ở trung thành là quầy phục vụ rất lớn, mà xung quanh là từng dãy quầy hàng. Thứ gì cần đều có, nhưng vô luận là diện tích hay khí thế, hỗn loạn chỉ lĩnh không cách nào so sánh được với linh dược sư tháp. Hai người Kiệt Sâm đi thẳng tới khu giao dịch ở lầu của một linh dược sư tháp, đem tạp phiến thân phận của mình bỏ vào bên trong máy kiểm tra, sau đó ấn mở màn hình linh lực bên cạnh. Bên trên lập tức xuất hiện từng dãy phần loại. Công pháp, linh kỹ, binh khí, linh dược tề, tài liệu. Vừa ấn vào tài liệu, lại xuất hiện một dãy phần loại khác. Tài liệu luyện kim, tài liệu linh dược, tài liệu vũ khí. Kiệt Sâm tiếp tục ấn vào tài liệu linh dược, trên màn hình tiếp tục phân loại. Tài liệu nhất giai, tài liệu nhị giai, tài liệu tam giai. Kiệt Sâm ấn vào tài liệu thất giai, chỉ thấy trên màn hình lập tức xuất hiện vô số dòng chữ cùng hình ảnh chằng chịt rậm rạp. Một viên linh hạch kim hệ thất giai, 80.000 điểm tích lũy, đệ tử nội môn có thể trao đổi. Một viên linh hạch mộc hệ thất giai, 75.000 điểm tích lũy, đệ tử nội môn có thể trao đổi. Ngay từ đầu xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm cũng chỉ là linh hạch thất giai bình thường và những tài liệu trụ cột thất giai. Căn cứ theo mức độ hy hữu của các hệ linh thú, mức độ khó khăn khi đánh chết, giá cả không giống nhau. Nhưng trên cơ bản đều nằm ở khoảng 7 vạn điểm tới 10 vạn điểm tích lũy. Về phần linh hạch, thất giai đặc thù thì giá cả lại rất cao. Kiệt Sâm đọc xuống phía dưới, nguyên một nhóm tài liệu thất giai hiện dẫn ra. Ngay lúc ban đầu là tài liệu thất giai cơ bản, nhưng đợi về sau lại là một ít tài liệu thất giai quý hiếm cũng đều xuất hiện bên trong mục lục ghi chép. Ai, thực sự là khó tin, ở nơi này có quá nhiều tài liệu luyện kim, quá là quý hiếm. Ở bên ngoài, căn bản rất khó có thể mua được nó. Ở bên cạnh, dòng thánh cũng đang đật đật xem, vô cùng kích động. Trong lúc đó, trong lòng Kiệt Sâm khẽ động, lại đưa tay vào bốn chữ, vân vụ linh quả.
ngay sau đó tiến hành tìm tòi. Trên màn hình linh lực lật qua một lúc, sau đó ngừng lại. Kiệt Sâm vừa nhìn, cả người lập tức ngây dại. Chỉ thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ: một vân vụ linh quả, 500.000 điểm tích lũy, đệ tử cao cấp, có thể trao đổi, tồn kho, 2 quả. Nhìn tin tức lóe sáng trên màn hình linh lực, Kiệt Sâm lập tức ngây dại. Trước kia, khi Lôi Nặc bị đứt cánh tay, bởi vì muốn phối chế hoàng cấp tái sinh dược tề thất giai cho Lôi Nặc, Kiệt Sâm cùng phụ thân Lôi Nặc đi đến hỗn loạn chi lĩnh tìm kiếm vân vụ linh quả. Hai người trải qua thiên tân vạn khổ tại hỗn loạn chi lĩnh, cuối cùng bất chấp nguy hiểm lấy được vân vụ linh quả trong tay tộc trưởng Bì Ai Nhĩ của Cư Lý gia tộc. Sau đó, Bì Ai Nhĩ khiêu chiến, chế biến tái sinh dược tề, trị liệu tốt cánh tay cho Lôi Nặc, đem thực lực của Lôi Nặc từ hoàng linh sư thất giai đề cấp tăng lên thất giai trung cấp. Với thực lực hoàng linh sư thất giai đề cấp trước khi Lôi Nặc bị đứt cánh tay, cùng thực lực của Kiệt Sâm, ở hỗn loạn chỉ lĩnh tràn đầy cao thủ kia có thể nói là hành vi nhổ răng cọp, mạo hiểm thật lớn mới có thể tìm kiếm được vân vụ linh quả. Một khi có chỗ sai sót là nguy hiểm bốn phía, cửu tử thất sinh. Bởi vậy, có thể thấy được lúc trước khi cha con Kiệt Sâm tìm kiếm vân vụ linh quả là khó khăn đến mức nào. Nhưng tại ở lại linh dược sư tháp này, chỉ cần 50 vạn điểm tích lũy là có thể trao đổi được một quả vân vụ. Hơn nữa, còn có tới 2 quả tồn kho. Tin tức này làm Kiệt Sâm lập tức ngây dại. Sự chênh lệch giữa hai bên làm Kiệt Sâm cảm nhận sự trùng kích quá lớn. Thực lâu, Kiệt Sâm không nhịn được thở dài. Đối với phong cách đại khai khí thô của linh dược sư tháp, trong nội tâm đã có sự nhận thức mới. Kế tiếp, Kiệt Sâm tìm tòi thật nhiều tài liệu, cuối cùng hắn phát hiện ở trung tâm giao dịch của linh dược sư tháp, mức độ quý hiếm của tài liệu thất giai giá trị từ mấy vạn điểm tới mấy chục vạn điểm tích lũy, khoảng gần 500 vạn điểm, mà tài liệu bát giai từ mấy chục vạn điểm đến mấy trăm vạn điểm tích lũy, về phần tài liệu cấp bậc cao cấp hơn nữa trên màn hình không thấy biểu hiện ra. Hơn nữa, đồng thời Kiệt Sâm cũng phát hiện, thân phận từng thành viên bất đồng thì khả năng trao đổi tài liệu đẳng cấp cũng khác nhau. Đệ tử cao cấp như hắn có thể trao đổi bất luận tài liệu thất giai nào, nhưng tài liệu bát giai thì chỉ được xem mà không được trao đổi, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể đổi. Mà đệ tử nội môn như Thiết Mộc Chân thì có thể trao đổi tài liệu thất giai bình thường, nhưng một ít tài liệu mà chân quý tỷ như vân vũ linh quả thì không đủ quyền hạn để đổi tới. Mà đệ tử ngoại môn như Tứ Lý Lan Tạp thì lại càng không cần phải nói, chỉ có thể đổi tài liệu từ thất giai trở xuống, trở nên thất giai bất luận là loại nào cũng không thể đổi được. Có lẽ có người sẽ nói, một đệ tử ngoại môn, nếu không thể đổi tài liệu chẳng lẽ hắn không thể đem điểm tích lũy đưa cho đệ tử cao cấp để người kia đổi dùng cho hắn hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ở tại linh dược sư tháp, loại hành vi này bị nghiêm cấm. Bất luận thành viên nào trao đổi tài liệu chỉ có thể dùng cho bản thân mà không được chuyển giao cho người khác. Nếu không, một khi bị phát hiện sẽ bị trục xuất khỏi linh dược sư tháp. Quy tắc này cũng là vì muốn các thành viên cố gắng đề cao thực lực, tranh thủ tiến vào cấp bậc cao hơn, làm cho các thành viên có động lực để hăng hái. Đương nhiên, nếu như đệ tử cao cấp trao đổi tài liệu phối chế thành linh dược tề, sau đó đem bán cho thành viên khác thì đã không còn bị loại hạn chế này. Có lẽ lại có người muốn nói, lúc trước trao đổi tài liệu xong có thể đem ra ngoài đấu giá sao? Có thể trực tiếp đem ra ngoài đấu giá. Ở điểm này, linh dược sư tháp cũng không cấm. Nhưng Kiệt Sâm cũng phát hiện đối với linh dược sư tháp mà nói, chế độ này không hề lỗ vốn, ngược lại còn làm linh dược sư tháp đạt được lợi nhuận rất lớn. Ở trong linh dược sư tháp, có thể sử dụng điểm tích lũy để trao đổi bất cứ vật gì. Kiệt Sâm so sánh một chút, đại khái, một điểm tích lũy tương ứng với 1.000 linh tệ ở thế giới bên ngoài. Một viên linh hạch kim hệ thất giai bán đấu giá trên đại lục, giá cả ước chừng 8.000 vạn linh tệ, mà nơi này là 8 vạn điểm tích lũy. Nhưng nếu như người cầm một viên linh hạch kim hệ thất giai mang tới linh dược sư tháp trao đổi điểm tích lũy, nhưng chỉ có thể đổi được 6 vạn điểm tích lũy. Nhưng nếu như dùng điểm tích lũy đổi linh hạch thì phải dùng tới 8 vạn. Sự chênh lệch giá lên tới 2 vạn điểm tích lũy. Quan trọng nhất là điểm tích lũy bên trong linh dược sư tháp chỉ có thể để dùng đổi tài liệu hoặc dựa vào việc làm nhiệm vụ để thu hoạch,
mà không thể dùng linh hệ tệ để trực tiếp trao đổi. Điều này cũng đưa tới việc thành viên của đại gia tộc nào đó, nếu muốn đạt được bảo vật, hắn phải dùng một nhóm lớn tài liệu mang tới trao đổi điểm tích lũy, sau đó mới có thể đổi được bảo vật mình mong muốn. Nhưng trong quá trình này, kỳ thực linh dược sư tháp đã buôn bán lợi nhuận rất nhiều. Nếu như bảo vật người để lại cho mình dùng thì không sao, nhưng nếu người mang ra ngoài bán đấu giá, trên thực tế người sẽ bị thiệt thòi. Bởi vì số tài liệu người mang đi đổi điểm tích lũy có giá trị vượt qua cả giá trị món bảo vật kia. Đồng thời, Kiệt Sâm cũng phát hiện đệ tử đẳng cấp cao khi trao đổi tài liệu có chiết khấu bất đồng. Tỷ như hắn dùng thân phận đệ tử cao cấp đổi tài liệu lục giai có thể giảm giá 10%, mà đệ tử nội môn thì phải trả đủ giá. Như vậy đệ tử hạch tâm còn được giảm giá nhiều hơn. Chế độ này cũng làm cho toàn bộ thành viên của Linh Dược Sư Tháp càng một lòng tu luyện tranh thủ đạt tới đẳng cấp đệ tử cao. Hơn nữa, Linh Dược Sư Tháp còn cực kỳ nhân tính hóa, là một chế độ xin phép để cho thành viên đẳng cấp thấp cũng có được cơ hội nhất định để mua tài liệu cao cấp cho mình. Trên thực tế, độ đẳng cấp của Linh Dược Sư Tháp vẫn cực kỳ hoàn thiện, tỷ như hiện tại Kiệt Sâm là đệ tử cao cấp. Nói như thế này, tính theo đẳng cấp Linh Dược Sư đều là linh dược tôn sư từ lục giai đề cấp tới cao cấp. Đối với bọn họ mà nói, tài liệu thất giai có thể phối chế được loại linh dược tề cực hạn, căn bản không dùng tới tài liệu bát giai. Nhưng nếu như có một đệ tử cao cấp bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó muốn dùng tới tài liệu bát giai, đồng thời nếu như có đầy đủ điểm tích lũy, như vậy có thể xin phép linh dược sư tháp cho trao đổi, nói rõ bản thân mình muốn đổi tài liệu có công dụng như thế nào. Nếu như trong lúc xét duyệt linh dược sư tháp phát hiện đệ tử kia thực sự cần dùng loại tài liệu đó, như vậy có thể xét cho trao đổi. Nhưng trên thực tế, loại cơ hội tốt như thế cũng không lớn. Tài liệu thất giai bát giai đều vô cùng thừa thớt, không phải nói muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đối với bất kỳ một tổ chức nào mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Mà thành viên, nếu không cách nào trao đổi đã biểu hiện ra đẳng cấp không đủ, trên thực tế cho thấy độ cống hiến của thành viên không đủ cho linh dược sư tháp. Hơn nữa, thiên phú căn bản không cao. Bình thường, linh dược sư tháp sẽ không đem loại vật phẩm quý hiếm như vậy để cho đệ tử cấp thấp. Làm như vậy chính là một loại lãng phí. Nhưng phàm mọi việc đều không có tuyệt đối, cũng có xác suất xin phép thành công. Điều này cũng có thể thể hiện ra sự nhân tính hóa của linh dược sư tháp. Nhưng cũng chỉ nói là sẽ có cơ hội mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là thành viên trên tự đề cao đẳng cấp của mình. Đây cũng là điều mà linh dược sư tháp hy vọng. Trước màn hình linh lực, Kiệt Sâm không ngừng xem xét nguyên một nhóm tài liệu, đồng thời trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ những loại tài liệu mà mình cần tới. Hôm nay hắn đã đạt tới lục giai đỉnh phong, còn kém một chút là có thể tấn cấp hoàng linh sư thất giai đề cấp. Vốn là một linh sư nhiều hệ, Kiệt Sâm muốn tấn cấp từ lục giai đỉnh phong đến tết thất giai đề cấp là một cửa khẩu rất lớn. Nhưng hiện tại, Kiệt Sâm đánh bạc bên trong tinh phường để lấy được ngũ hành đạo quả trong truyền thuyết. Với một người có cảnh giới linh dược thánh sư cửu giai, hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể giúp cho mình tấn cấp thất giai. Hết chương 796, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.